Hello mọi người, trời ơi hôm nay tôi sẽ nói về cái vấn đề đi xem tarot, check 3D trong quá trình manifest, trong quá trình tạo hiện, được chưa? Đấy thì trước tiên khi mà vào video thì mình xin được PR trước mọi người. Đấy thì như mọi người đã biết mình cũng đang bán nến manifest tổng hợp là nến thơm, cho nên nếu ai có nhu cầu mua mọi người có thể là bấm vào cái link ở dưới phần mô tả, mình đã gắn link. Với cả là mọi người có thể nhắn tin bên Instagram Candlelight Shop, hoặc là mọi người có thể là lên TikTok nick Candlelight Shop để mọi người có thể là đặt đơn. Đấy, với cả là nếu mà ai có gặp khó khăn trong quá trình tạo hiện, mọi người có thể là book qua bên mình. Đấy, với cả là mình có like bên TikTok nữa, mình có hai nick TikTok là ZManifest này, với cả là ZDay. Mình sẽ like chính ở bên nick ZDay nhé mọi người ơi. Đấy, với cả là mình có PR cho hai tarot reader, thì hai tarot reader này mình đã có dạy qua cho chúng nó, nghĩa là không phải là dạy qua mà là mình dạy khá là chuyên sâu về cái kiến thức về luật tự định cho chúng nó. Cho nên là nếu mà mọi người có muốn xem tarot thì mọi người nên book cái reader mà mình PR nhé, bởi vì là người ta biết về luật tự định mà, cho nên là người ta sẽ đưa ra những cái lời khuyên nó liên quan đến cái việc mà mình manifest hơn. Đấy, được chưa? Thì bây giờ là vào video. Cái vấn đề này không phải là nó xảy ra ở dạo gần đây nữa, mà là nó xảy ra từ khá là lâu rồi, từ cái lúc mà mình làm kênh cho đến bây giờ. Cái vấn đề xem tarot khi mà manifest nó xảy ra rất là nhiều. Nhưng mà dạo gần đây kiểu có nhiều người, mình không biết là mọi người bị cái đéo gì luôn ấy, thật sự luôn. Mình không biết là có phải là do mình like nhá, nghĩa là kiểu là có nhiều buổi like mình có chia sẻ là mình xem tarot rất là nhiều, mình rút tarot rất là nhiều, và mình hỏi tarot rất là nhiều về một cái vấn đề mà mình có. Và mình trong một ngày mình rút tarot rất là nhiều lần. Đấy, thì không biết là có phải là mọi người vịn vào cái cớ đấy là mình cũng xem tarot, mình là coach cho nên là kiểu mình xem tarot nhiều, cho nên là nó sẽ ok, cho nên là mọi người cũng gọi là đi xem tarot rất là nhiều nữa không. Nhưng mà cái khác biệt đấy nhá, cái đầu tiên mình muốn nói lại về cái việc là mình đi xem tarot nhá. Cái đầu tiên là mình biết xem bài, mà hiểu không? Mình biết xem bài. Đây ạ, tôi có bài tarot mà. Trời đất ơi, được không? Tôi biết xem tarot. Cho nên cái đầu tiên là khi mà tôi đi xem tarot về cái vấn đề mà tôi đang manifest, thì tôi sẽ bẻ được cái ý nghĩa của cái lá bài, hiểu không? Bởi vì cách giải bài của từng reader nó sẽ khác nhau. Và ở trong cái góc nhìn của mình, cái cách mà mình giải bài ấy, nó cũng sẽ khác với những cái kết quả mà reader khác giải bài cho mình. Nếu mà cái kết quả đấy nó ra xấu, đúng không? Thì mình hoàn toàn mình có thể bẻ lại được. Mình hoàn toàn có thể nhìn nhận những cái lá bài đấy theo một cái ý nghĩa khác, được chưa? Cái thứ hai là cái kết quả của cái vấn đề của mình nó như thế nào, mình đã định sẵn rồi. Và cái việc mình rút tarot để mình hỏi, chỉ để mình thỏa mãn cái việc là mình muốn nghe cái kết quả về cái vấn đề của mình, để cho mình sướng, mọi người hiểu không? Ví dụ như kiểu là bây giờ cái mình quen SV này đi, xong rồi mình đã đinh ninh ở trong đầu là người ta thích mình rồi, người ta cũng đã thể hiện ra là người ta thích mình rồi, đúng không? Nhưng mà cái vấn đề ở đây là nó chỉ ở trong đầu mình, với cả là trong cái góc quan sát của mình. Mặc dù là SV có thể hiện tình cảm với mình đi, với cả là nhiều người khác người ta cũng bảo là SV thích mình đi chẳng hạn, đúng không? Nhưng mà bởi vì mình thích xem bài, cái vấn đề ở đây là mình cũng thích xem bài nữa, cho nên là mình sẽ rút tarot, mình hỏi tarot, và mình sẽ rút để mà khi mà reader giải bài cho mình ấy, mình sẽ được lắng nghe cái kết quả mà mình đã định sẵn cho cái vấn đề của mình một cách khách quan. Nghĩa là kiểu là mình sẽ giả vờ như kiểu là mình không biết được là cái vấn đề này nó sẽ có kết quả như thế nào nhỉ. Thì cái lúc mà mọi người hiểu cái cảm giác mà khi mà đi xem tarot ý, xong rồi là kết quả nó ra đẹp, xong rồi là kiểu ui người ấy là rất là muốn bạn, xong rồi SV rất là muốn bạn, SV rất là thích bạn, các thứ này kia, SV yêu bạn nhiều lắm, các thứ này nọ. Nghĩa là kiểu là mình nghe từ một cái phía khác mà nó hoàn toàn tách biệt khỏi cái bản thân của mình ấy, nghe nó rất là sướng, nghe nó rất là phê, hiểu không? Đấy là cái lý do tại sao mình lại rút bài tarot, được không ạ? Mình rút rất là nhiều, mình xem rất là nhiều. Đấy, thì bây giờ nếu mà mọi người suy nghĩ giống mình, với cả là cái lúc mà mình rút bài nhá, mình xem bài tarot mình không mất tiền, mọi người hiểu không?
mình quen rất là nhiều tarot, cho nên là mình kiểu mình nhờ reader, mình hỏi reader xong rồi là mọi người rút bài cho mình thì mình được xem free, được không ạ? Mình không mất tiền cho nên mình mới rút nhiều. Thì bây giờ nếu mà mọi người mà giống như mình, khi mà mọi người xem bài mọi người giống như mình ấy, thì mọi người xem bao nhiêu cũng được. Cái vấn đề là mọi người đừng có survival là được. Mọi người hiểu không? Chứ không phải là mình xem, chứ không phải là kiểu mình đi xem bài, mình xem nhiều và mình sẽ bỏ tiền ra để mình xem reader này reader kia để mà mình test kết quả. Mọi người hiểu không? Mình không test kết quả. Mình rút tarot để mình nghe cái kết quả mà mình đã định sẵn cho cái vấn đề của mình một cách khách quan, để mà mình có cái cảm giác vui sướng, để mà mình có cái cảm giác thỏa mãn. Mọi người hiểu không? Mọi người hiểu không? Chứ bây giờ nhá, nếu mọi người không như thế thì mọi người không nên xem tarot. Bởi vì cái vấn đề tiếp theo ấy là mình cảm giác như kiểu là nếu mà mình không nghiêm khắc và kiểu là mình cứ đưa ra cái câu trả lời kiểu nó lấp lửng ấy, kiểu nó cái câu trả lời nó rất là trung lập ấy, mọi người sẽ vị vào cái phần trả lời mà mọi người muốn nghe để mọi người lạm dụng cái điều đấy, và mọi người sẽ tiếp tục, mọi người sẽ hành động như thế, xong rồi là kiểu mọi người mất kiểm soát và mọi người sẽ vẫn đi vào cái con đường tiêu cực. Ví dụ như kiểu là có nên stalk SP không? Tôi cũng stalk SP. Là người yêu rồi tôi vẫn stalk SP. Nhưng mà tại sao? Bởi vì là tôi thích nhìn cái trang cá nhân của người ta. Tôi vào đấy tôi xem như kiểu là tôi chưa từng quen người ta bao giờ. Hiểu không? Tôi thích cái cảm giác như thế. Chứ không phải là tôi vào trang cá nhân của SB để tôi xem là SB đăng cái gì mới, hay là người ta có follow thêm ai không, rồi là người ta có thích kết bạn thêm ai không, rồi là có cái gì đấy nó gọi là mờ ám không. Cái việc mà mình vào trang cá nhân của SB nó sẽ là một cái thói quen. Và mình cũng không chỉ xem mỗi trang cá nhân của SB nhá, mình xem trang cá nhân của rất là nhiều người mà mình tương tác cùng nữa. Đấy, được chưa? Cho nên là nó trở thành một cái thói quen. Cho nên là cái việc mà stock SB hay không, nó sẽ là câu trả lời có đối với mình, hiểu không? Nhưng mà đối với những người nào mà kiểu vào xem để xem là có gì mới không, xem là có con mới không, các thứ này kia, thì không nên. Đấy, nói rõ như thế rồi, bảo là không nên. Nhưng mà cứ vị mà cái câu trả lời là có xem, ui, chị ra chị cũng xem, cút manifest người ta cũng xem, cho nên là mình cũng được xem. Nhưng mà đẹp mẹ, mọi người không nhìn ra được cái vấn đề ở đây là mình đã học về manifest đủ kiến thức để mình có thể hướng dẫn mọi người manifest. Mọi người hiểu không? Thì có nghĩa là mình cũng có đủ cái kiến thức để mà mình xử lý cái vấn đề cho cái bản thân của mình. Cho nên là mình mới cho phép bản thân là vào xem trang cá nhân của SV, xong rồi là rút tarot vô tội vạ. Mọi người hiểu không? Nhưng mà cái vấn đề ở đây là mọi người đang chưa có đủ kiến thức về manifest và mọi người vẫn đang trong quá trình để mọi người manifest. Mọi người mới tiếp xúc đến manifest. Mọi người hiểu không? Mình đưa ra cái câu trả lời trung lập bởi vì mình muốn là những cái người nào mà đã thoải mái ở trong cái hành trình của bản thân rồi và người ta muốn làm cái này làm cái kia, người ta sẽ không cảm thấy bị áp lực, người ta sẽ cảm thấy không bị gò bó. Mọi người hiểu không? Chứ không phải là để mọi người nghe mỗi người câu trả lời là được xem, được stop, là mọi người cứ vô tội vậy, mọi người vào mọi người cứ làm như thế, trong khi mọi người không nhìn nhận cái bản thân mọi người là đẹp mẹ đang bị tiêu cực với cả lồn, hướng suy nghĩ của mọi người đang như con cặc. Mọi người có ý thức được cái bản thân của mọi người như thế nào không? Hay là bây giờ là người ta đã bảo là không được xem, không được xem tarot, khi mà mình spiral thì mình đừng nên xem tarot, kể cả không manifest. Khi mà không manifest nhá, thì khi mà mọi người không biết được manifest ấy, reader cũng luôn khuyên là nếu mà mình cảm thấy không ổn, cái năng lượng của mình nó không ổn, cũng đừng đi xem tarot. Nhưng mà đi mẹ đéo hiểu tại sao khi mà mọi người manifest, mọi người spiral như con cặc, xong rồi mọi người cứ vịn vào cái câu là mình đi xem đi, xong rồi là kiểu mình không tiêu cực, hay là kiểu là nếu mà ra kết quả xấu thì mình fix lại được ngay, thì mình cứ đi xem, thằng đi mẹ cứ vịn vào đấy, xong rồi là cứ ảo tưởng là bản thân mình tích cực rồi mà, mình giả vờ mình tích cực, xong rồi mình đi xem tarot bởi vì là mình thích.
nhưng mà mình không nhìn nhận được cái bản thân của mình là đi mẹ nó đang tiêu cực, phải lùng, cho nên mình mới cần phải manifest. Mọi người hiểu không? Mọi người hiểu không? Có một vài người sẽ như thế, có một vài người kiểu là đi xem tarot nhưng mà cái chính kiến của bản thân, hay là bản thân mình nó đang như thế nào, hay là cái niềm tin của mình nó như thế nào, hay là mình sẽ xử lý như thế nào với cái kết quả mà mình nghe được, đeo có một cái định kiến hay là cái chính kiến mẹ gì, cứ đi xem một cách vô tội vạ thôi. Xong rồi là cái lúc mà xem nhá, bây giờ nhá, cái điều tiếp theo nhá, đi xem bài ra kết quả xấu, rồi là bắt đầu là vác về đây hỏi cốt, chị ơi bây giờ là em xem bài tarot ra kết quả xấu thì có manifest được nữa không? Người ta bảo là không quay lại được nữa thì em có manifest quay lại được nữa không? Đỉnh các mẹ, cái đầu tiên nhá, cái chỗ mà mọi người xem tarot ấy, cái reader mà mọi người chọn để xem tarot là đầu tiên, đéo phải ai người ta cũng hiểu được cái luật giả định để mà người ta khuyên được mọi người, mọi người hiểu không? Cho nên là mình mới cần phải PR reader. Bởi vì hai cái reader mà mình PI ấy, mình có dạy chúng nó về cái kiến thức về luật giả định, cho nên là khi mà mọi người xem bài với hai cái reader ở bên mình, chúng nó đủ khả năng để chúng nó khuyên mọi người nên làm gì, hiểu không? Và chúng nó sẽ giúp đỡ cái tinh thần của mọi người. Chứ bây giờ thì phải mọi người ra ngoài, mọi người book bừa một cái reader nào đấy đi, người ta không biết đến manifest. Bây giờ người ta theo cái niềm tin, mà bây giờ người ta theo cái hệ thống có duyên thì sẽ ở lại, hết duyên thì thôi đi. Xong rồi là mọi người xem những cái reader đấy, mọi người không biết được là cái niềm tin của cái reader đấy nó như thế nào. Nói hiểu không? Xong rồi là ra cái kết quả xấu, xong rồi là cứ vin một cái kết quả đấy để mà gọi là lôi cái tiêu cực ra, xong rồi là ngồi mẹ mày cứ gặm nhấm. Trong khi manifest, trong khi mình, khi mà mình biết đến manifest đã bảo là nó có thể thay đổi được tất cả mọi thứ, hiểu không? Mà trong khi mẹ, mọi người đi xem bài, mọi người cũng cần phải hiểu kiến thức một chút về tarot chứ. Mọi người bị làm sao vậy? Mọi người có thể hỏi reader mà. Bây giờ là cái kết quả này thì nó lên dựa theo cái gì hả chị? Thì người ta vẫn sẽ trả lời là khi mà mọi người xem bài ấy, nó sẽ dựa vào cái năng lượng hiện tại của mọi người để mà nó đưa ra cái dự đoán sắp tới, hiểu không? Nhưng mà cái năng lượng của mọi người vẫn hoàn toàn có thể thay đổi, thì có nghĩa là cái dự đoán mà người ta đã xem ra cho mọi người ấy, nó hoàn toàn có thể thay đổi. Đây là chị nói riêng về tarot rồi nhá, chưa liên quan gì đến manifest. Thì bây giờ cái việc mà mọi người xem bài thì nó sẽ đọc lên tất cả những cái năng lượng của mọi người trong hiện tại, với cả là nó sẽ đọc lên những cái quá khứ, rồi là nó sẽ đưa ra những cái dự đoán dựa trên cái năng lượng hiện tại của mọi người, đúng không? Còn những ai định nghĩa theo kiểu khác thì mình không biết. Đấy, thì bây giờ nhá, ngay cái thời điểm mà mọi người xem bài đúng không, kết quả nó ra có thể là xấu, nhưng mà ở trong cái thời điểm tiếp theo mọi người lựa chọn thay đổi cái năng lượng của mọi người, cái dự đoán nó cũng sẽ phải thay đổi chứ. Đi mẹ chẳng lẽ nó lại đứng im tại chỗ hả? Xong rồi người ta cũng bảo là tarot nó chỉ xem được để tầm 6 tháng thôi, 6 tháng là cùng, chứ làm gì người ta có bảo xem tarot là kiểu là ui xem tarot nhá, kết quả mà ra như thế này thì có nghĩa là cái cuộc đời em nó sẽ bị định sẵn như thế này và em sẽ phải chịu. Có ai nói thế không? Mà tại sao thì mẹ mọi người cứ phải gọi là bị sốn hết cả lên, xong rồi mọi người lại vác cái vấn đề ra để mà hỏi cốt, có manifest để mà lật lại được không? What the fuck? Đấy, bây giờ bản thân cái tarot nó đã như thế rồi đúng không? Bây giờ mình lại còn theo manifest nữa. Thì bây giờ đã bảo là manifest nó có thể thay đổi được tất cả mọi thứ, hiểu không? Nhưng không có nghĩa là ở trên thế giới này, trên cái cuộc sống của mình nó chỉ có mỗi luật giả định và manifest, được chưa? Mình luôn luôn mình phải nhắc mọi người nhớ thế. Manifest có thể thay đổi được tất cả mọi thứ, nhưng mà không có nghĩa là
trên cái cuộc sống này chỉ có xoay quanh về manifest và luật gia đình, được chưa? Đấy, thì bây giờ là cái kết quả của Tarot xem ra thì mình có hoàn toàn có thể thay đổi khi mà mình chưa biết được manifest nhá. Nó đã, cái bản chất của nó đã có thể thay đổi được cái dự đoán, cái kết quả rồi. Bây giờ mình kết hợp thêm cả manifest vào. Manifest thì có thể thay đổi được tất cả mọi thứ, miễn là mọi người muốn. Đấy, thì bây giờ mọi người nghĩ là cái kết quả Tarot nó có liên quan con cặc gì không? À mọi người, mà mọi người phải lôi ra để mà mọi người gọi là cứ băn khoăn về cái điều đấy mãi, xong rồi là cứ đòi để mà thay đổi cái kết quả Tarot. Thay đổi kết quả Tarot là cái lồn gì? À, bây giờ đã bảo là cái kết quả Tarot nó ra bởi nó, kết quả nó ra như thế bởi vì nó dựa trên cái năng lượng hiện tại của mình, thì cái kết quả Tarot nó hoàn toàn có thể thay đổi. Có thể là hôm nay người ta xem bảo là SV chưa có tình cảm với bạn, ngày mai xem ra là SV có tình cảm với bạn rồi. Đấy là bởi vì là đi mẹ, năng lượng của tất cả mọi người nó hoàn toàn lúc nào nó cũng sẽ thay đổi hết, đúng chưa? Chứ nó không phải là một cái lồn gì đó nó cố định đâu. Hả? Xong rồi cái thứ hai là điều này đòi thay đổi kết quả Tarot để làm cái gì? Mọi người đòi thay đổi kết quả Tarot làm cái lồn gì? Khi mà mọi người đòi thay đổi kết quả Tarot ấy, thì cái đầu tiên là khi mà mọi người xem Tarot, mọi người đã nhấn định sẵn là cái kết quả Tarot nó ra như thế nào thì cuộc sống của mình nó sẽ phải như thế. Thì lúc đấy mọi người đang sử dụng cái kết quả Tarot để mà mọi người biến thành những cái câu affirm của mình, để mọi người biến cái cuộc sống của mọi người trở thành cái kết quả Tarot đấy. Bây giờ thì mẹ, nếu mà xem ra xấu thì mọi người định tính như nào? Hả? Mọi người sẽ gọi là ngồi nghiền ngẫm cái kết quả Tarot đấy, xong rồi mọi người là giả vờ, xong rồi mọi người cứ gọi là lừa bản thân là mình đang manifest cho nên mình sẽ thay đổi được. Xong rồi là mọi người cứ gọi là lôi cái kết quả đấy ra để mà mọi người nghiền ngẫm để làm công cặp gì, rồi là có thay đổi được cái gì không. Cái thứ hai nhá, à, bây giờ là cái tiếp theo. Tại sao lại có nhiều người đi xem Tarot ra kết quả tích cực, đéo tin kết quả nó phải tiêu cực thì đi mẹ mới chịu dừng xem? Những cái con người như thế này nhá, mình nói thật là những người nào mà bị như này ấy, mọi người sống thế đi mọi. Mình nhá, riêng mình nhá, mình không biết các cô khác như thế nào, nhưng mà riêng mình ấy, mình từ chối mình giúp đỡ những người như thế. Thật sự luôn. Bởi vì bây giờ mình bây giờ bảo là mọi người quen với cái điều tiêu cực đi, cho nên là khi mà mọi người nghe cái kết quả tích cực, mọi người không quen. Đây là nói về người 3D, ví dụ như gọi là một người nào đấy, một cá thể nào đấy mà chưa biết để manifest đi. Người ta quen với cái việc tiêu cực, cho nên khi mà người ta đi xem Tarot, tự dưng nó ra kết quả tích cực. Xong rồi là mọi người không quen, cho nên là mọi người sẽ cố để mà mọi người đi tìm kiếm cái gì đấy nó quen thuộc. Cho nên là mọi người mới gọi là đi đào bới cái kết quả tiêu cực để mà mọi người có thể cảm thấy thoải mái. Bởi vì là mọi người đã quen với cái điều tiêu cực quá là nhiều rồi, hiểu không? Mình quen với cái việc đấy không có nghĩa là mình sẽ cảm thấy thoải mái và mình sẽ thỏa mãn với cái kết quả đấy, với những cái thói quen đấy, hiểu không? Mình phải nhớ là mình đang mong muốn thay đổi những cái gì để mà khi mà mình đi xem Tarot, là mình xem bất kỳ một cái lồn gì đấy, hay là mình làm cái con cặc gì đấy, mình cũng phải có cái nhận thức để mà mình hành động cho nó đúng đắn, hiểu không? Bây giờ những người mà người ta không biết đến manifest thì có thể là người ta quen với cái tiêu cực, cho nên là người ta sẽ gọi là đi xem rất là nhiều nơi để mà người ta so sánh kết quả, để xem là nó có ra tích cực được nhiều không. Bởi vì là kiểu người ta đang gọi là không có đủ cái niềm tin vào cái sự tích cực đấy, hiểu không? Cho nên là người ta phải đi tìm kiếm cái kết quả tiêu cực để mà cho nó có một cái cảm giác gì đấy nó quen thuộc, đúng chưa? Nhưng mà cái vấn đề ở đây là đi con mẹ luôn, mọi người theo manifest mà tại sao mọi người lại lựa chọn làm những cái điều đấy? Mọi người bị con cặc gì vậy? Nếu mà mọi người làm như thế, mọi người đừng tự nhận là mình đang manifest nữa. Mình nói thật luôn, manifest giữ chưa? Kiến thức về manifest
học chưa? Mà bây giờ thì mẹ mày xem tarot ra kết quả tích cực, đéo chịu. Muốn manifest những điều tiêu cực đúng không? Nếu mà mọi người muốn manifest những điều tiêu cực để mà mọi người có thể gọi là sống khổ cực ấy, mình cũng đéo đánh giá, được chưa? Nếu mà đấy là điều mà mọi người muốn, mọi người muốn SV của mọi người ghét mọi người, mọi người muốn SV gọi là đi theo 3P và bỏ mọi người, bỏ rơi mọi người đi, đối xử tệ với mọi người đi, đấy là cái mục tiêu của mọi người muốn thế đi, mình đéo nói. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là cái mục tiêu là muốn SV yêu, xong rồi là cái tarot nó ra kết quả tích cực, đéo chịu, cứ phải chạy theo cái kết quả tiêu cực. Thực sự là cái trường hợp như này ấy, mình không có một cái lời khuyên mạnh gì cho những người như thế nữa. Mình chỉ muốn nhắc đến những người đấy để mà kiểu mình tỏ cái sự thất vọng ra. Bởi vì là cái việc mà mọi người không thể nào mà mọi người nhận thức được là mọi người đang muốn cái lồn gì và mọi người đang làm cái gì để mà mọi người có thể đạt được cái mong muốn đấy. Và khi mà mọi người nghe được những cái thông điệp tích cực liên quan đến cái việc là mình hoàn toàn mình có thể đạt được cái mong muốn của mình, xong rồi là gì, mọi người kiểu không thể nào mà nhận thức được cái điều đấy. Bây giờ mình không thể nào mà mình nhận thức được, mình nói ra cái gì, mình còn đéo biết, mình còn đéo hiểu, mình nhổ ra được một câu hỏi, mà mình còn đéo nhận thức được là tất cả những cái gì mà mình nói nó đang có cái ý nghĩa gì, thì bây giờ giảm cái gì nữa hả? Bây giờ bản thân mọi người đéo tự giác, bản thân mọi người đéo tự nhận thức được là cái tình trạng của bản thân của mọi người đang như thế nào, thì mọi người giải quyết được cái con cặc gì hả? Nó như kiểu là để mẹ mọi người bị đau bụng, xong rồi là mọi người đau bụng đi ỉ ấy, cất nó ra mẹ mới đến tận gần đít rồi mà còn ngồi để thắc mắc ui có nên đi ỉ không, nhưng mà không biết là do đau ruột thừa hay là do buồn ỉ nữa. Nó như kiểu vậy đấy. Chán đéo muốn nói luôn, thật sự. Kiểu là đéo nhắc đến cái vấn đề này, cho nên là kiểu mọi người sẽ bị mất phương hướng hay như thế nào ấy. Mọi người phải có cái chính kiến cho mọi người chứ. Hả? Thật sự luôn đi mẹ, kiểu cảm giác thất vọng vãi lồn. Mình khóc cho mọi người xem bây giờ. Bao nhiêu công người ta nghiên cứu, bao nhiêu công người ta gọi là đi đọc này đọc kia, người ta trải nghiệm này người ta trải nghiệm nọ để mà người ta gọi là đúc kết cho tất bao nhiêu là kiến thức để mà dạy cho, làm video free nhá, chứ có lấy đồng lồn nào không hả? Có thu được đồng lồn nào không? Vẫn có video free hướng dẫn mẹ mày đến tận đít, dâng lên tận mồm, đéo nghe. Bây giờ là cái việc ở đây là tự giác nhận thức xem là cái bản thân của mình nó đang ở cái tình trạng nào. Không có tiền book code đúng không? Xem video là đủ rồi. Có bao nhiêu người ta chỉ xem video nhưng mà người ta vẫn làm được. Tại sao? Bởi vì mẹ người ta có được cái sự nhận thức về cái bản thân của người ta. Người ta không còn hướng ra ngoài nhiều nữa, và mà người ta tập trung vào cái bản thân của mọi người. Bởi vì sao? Bởi vì người ta nghe những cái lời mà tôi hướng dẫn, được không ạ? Tôi bảo là bây giờ ý thức là nền tảng của mọi sự. Mình là một sinh vật có ý thức, thì bây giờ mình có thể hoàn toàn sử dụng ý thức của mình để mình tạo ra cái cuộc sống mà mình mong muốn. Thì bây giờ khi mà mình muốn một cái sự tương tác nào đấy với người khác, thì mình tập trung vào người ta hay là mình tập trung vào bản thân mình? Đương nhiên là mình phải tập trung vào bản thân mình, bởi vì bản thân mình sẽ là cái cá thể có chứa cái ý thức để mà mình có thể quyết định được cho cái vũ trụ riêng của mình. Thì khi mà người ta nghe như thế, nếu mà người ta nghe lần đầu người ta không hiểu đúng không? Người ta vẫn có cái sự tự giác, người ta vẫn có cái sự kỷ luật
để mà người ta nghe đi nghe lại, để mà khi nào mà cho nó thấm vào đầu, để mà cho nó quen đi, nghe những cái lời này cho nó quen đi, để về người ta bắt đầu người ta gọi là hiểu được những cái nội dung mà mình đang nói là gì, để mà người ta bắt đầu người ta tự suy luận được và người ta đưa ra những cái hành động và những cái quyết định cho người ta, cho cái bản thân của người ta. Được không? Chứ đi mẹ, có nhiều người kiểu em thích người ta mà bây giờ là cốt bảo là em bị spiral đó em ơi. Cốt đã phân tích, cốt đã nhìn ra và phân tích, xong rồi là đã kết luận lại, bảo là em bị spiral đó em ơi. Xong rồi là vẫn cãi, xong rồi là cãi, lại còn cãi kiểu là em có spiral đâu chị. Ý là kiểu khi mà em nhìn thấy SB, xong rồi là kiểu em sẽ nghi là kiểu nó đang nghĩ đến con khác. Xong rồi là cái lúc mà SB gọi là nhắn tin, hay là kiểu SB on ở trên Facebook đi, xong rồi là SB không nhắn tin cho em, cho nên là kiểu em sẽ nghĩ là có khi SB không thích em, cho nên là kiểu em, cho nên là SB với cả em không nhắn tin cho nhau, SB không nhắn tin cho em. Đấy, xong rồi là cốt bảo là thì đấy là em spiral đấy còn gì em ơi. Xong rồi là bảo là không, em có spiral đâu, em vẫn hy vọng, em vẫn gọi là mong muốn một cái tương lai rất là hạnh phúc giữa em với cả SB mà. Chính mồm vừa kể ra là khi mà mình nhìn thấy SB, mình mong muốn là mình với SB sẽ hạnh phúc bên nhau. Nhưng mà khi mình nghĩ đến SB thì mình lại nghĩ đến những cái cảnh mà SB yêu con khác hoặc không hướng đến mình. Xong rồi thì mẹ người ta bảo là đấy là spiral thì cãi. Bởi vì tại sao? Tại sao lại cãi? Em không spiral. Đó là do bởi vì em vẫn mong muốn cái điều mà em hướng tới. Nó vẫn là những cái điều tích cực. Địt mẹ, đéo ai chả hướng đến cái hướng cái việc tích cực hả chúng mày ơi. Đéo ai mà chả hướng đến cái những cái điều mà làm mọi người hạnh phúc. Cái vấn đề ở đây là địt mẹ mọi người đang hành xử và mọi người đang suy nghĩ như thế nào ở trong hiện tại, thì địt mẹ đéo nhận thức đi. Chỉ có biết là tập trung vào cái mục tiêu là mình muốn cái gì, nhưng mà mình đéo tập trung vào cái việc là mình làm như thế nào để mà mình có được cái đấy. Vãi lộn, đéo muốn nói nữa. Bye. Đấy, ý là kiểu là ta lên cái video này để kiểu mình nói ra những cái bức xúc của mình. Đấy. Chứ thật ra là những cái người mà lựa chọn đi xem tarot trong cái quá trình của mọi người manifest ý, mình không còn một cái lời khuyên, hay là mình không còn muốn hướng dẫn mọi người một cái lộn gì cả. Bởi vì mình hướng dẫn cái gì, mình hướng dẫn hết con mẹ rồi. Mình chỉ muốn quay cái video này để kiểu là mình nói lên cái nỗi lòng của mình, và mình chỉ ra những cái trường hợp mà nó đang có cái vấn đề, để kiểu là nếu mà mọi người nghe, mọi người tự nhận thức là bản thân mọi người đang như thế đi, thì mọi người có thể dừng lại. Hiểu không? Chứ ở trong video này mình cũng đéo biết hướng dẫn cái con cặc gì nữa cho những cái người mà đi xem tarot khi mà đang manifest. Hướng dẫn cái gì nữa? Tự bản thân chọn là đi xem tarot. Chứ thì mẹ có phải là kiểu ui dồi ôi, tự dưng lại tôi đang đi trên đường, xong rồi tự dưng có một reader nào đấy là kéo cái sạp xem tarot ra, xong rồi là người ta đẩy tôi ngã ngồi vào cái sạp đấy, xong rồi là tự dưng là tarot reader đấy là kiểu là trói tay tôi lại để bắt tôi ngồi im ở đấy, xong rồi là người ta trải bài, xong người ta giải bài để bắt tôi nghe, xong rồi người ta bắt tôi trả tiền, người ta rút ví tôi ra để mà người ta cuộn tiền của tôi. Nó có phải là thế đâu, nó có phải là một cái gì tai, nó có phải là tai nạn đâu. Đó là cái điều mọi người tự quyết, để mà mọi người tự lựa chọn, để mà mọi người tự đi xem tarot mà. Những cái người nào ấy mà gọi là không cố gắng để thay đổi cái bản thân của mình đi, cố gắng gọi là không nhìn nhận cái vấn đề, thì đéo biết nói cái con cặc gì nữa. Mình nói thật luôn đấy. Mọi người có thấy là cái video này mình nói với cái giọng rất là thất vọng không? Mình bất lực vãi lộn luôn, thật sự. Bao nhiêu người ta chăm chỉ, người ta nghe video,
người ta tốt lên bấy nhiêu. Bởi vì là người ta, kể cả người ta có đang rất là tiêu cực đi nữa, nhưng mà người ta cố gắng, người ta nghe. Mặc dù là cái quá trình khi mà người ta mới bắt đầu tìm đến manifest nó vẫn rất là khó khăn, và cả người ta vẫn cảm thấy rất là buồn, rất là tiêu cực, nhưng mà người ta vẫn cố gắng. Cái vấn đề ở đây là người ta vẫn cố gắng, người ta phải kỷ luật đến bao nhiêu nữa người ta mới có được cái kết quả thành công như hôm nay, và người ta có thể là thay đổi cái cuộc sống của người ta để mà nó tốt lên như ngày hôm nay. Thì mẹ ở bên cạnh đấy thì có những người gọi là mẹ mày lười biếng, xong rồi là cái nhận thức của mình thì đéo sử dụng, xong rồi là cứ hỏi, cứ đòi là ui dồi ôi em muốn có kết quả nhanh thì làm sao chị ơi, xong rồi là để mẹ mày đấy cứ như thế, chán đéo nói luôn. Bây giờ đéo tự giác thì 100 con cốt cũng đéo cứu nổi, không một ai độ được thật sự, không tự cứu bản thân thì đéo một ai có thể là cứu nổi luôn. Bây giờ là kể cả người ta có cố gắng để mà người ta cứu đến bao nhiêu đi, bản thân mình vẫn chọn chết thì bản thân mình vẫn chết. Bởi vì cái việc chết cho cái bản thân của mình nó là do bản thân mình chọn, bởi vì là tất cả mọi thứ của mình nó thuộc về mình, cho nên là mình quyết định như thế nào thì tất cả mọi thứ của mình nó sẽ như thế. Chứ bây giờ thì mẹ làm sao mà đòi những cái người khác người ta tác động lên để mà người ta giúp mình được. Đương nhiên là người ta có thể giúp được, người ta có thể gọi là chuyển động lực, nhưng mà mình phải sử dụng cái đấy để mà mình áp dụng vào bản thân mình, chứ đéo phải là để người ta sống hộ. Thì mẹ nói dài vãi cả đồ thật sự luôn đấy, nhưng mà nói chung là mình chỉ muốn nói thế thôi. Cảm ơn mọi người đã xem video nha, chán thật sự luôn đấy.